Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học lịch sử và địa lý lớp 5 trên trang web học trực tuyến alm.vn. Trước khi vào nội dung bài học ngày hôm nay, cô có một câu đố dành cho các con. Những câu thơ sau đây nhắc đến ngôi chùa nào? Nhất trụ, diên hiệu là tên, về thăm Hà Nội, ghé thăm chùa này. Chúng mình cùng suy nghĩ và giải câu đố này nhé! Các con thân mến, những câu thơ này nhắc đến chùa Một Cột. Sau đây, cô sẽ giới thiệu cho các con một vài nét về ngôi chùa này nhé! Chùa Một Cột có tên gọi khác là Liên Hoa Đài, nằm trong quần thể kiến trúc chùa Diên Hiệu. Chùa có kiến trúc độc đáo, một điện thờ đặt trên một cột trụ duy nhất. Chùa Một Cột là một trong những công trình độc đáo được xây dựng dưới thời nhà Lý. Vậy, nhà Lý được thành lập như thế nào và có những đóng góp gì cho lịch sử dân tộc? Các con sẽ cùng cô khám phá trong bài ngày hôm nay. Triều Lý và việc định đô ở Thăng Long. Trong phần 1, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về sự thành lập Triều Lý và việc rời đô ra Đại La. Trước tiên, con hãy đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi: Triều Lý được thành lập như thế nào? Đoạn thông tin trên đã nói về sự thành lập của Triều Lý. Triều Lý được thành lập vào năm 1009. Vị vua đầu tiên của triều đại này là Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn. Triều Lý đã chọn Thăng Long, Hà Nội ngày nay làm kinh đô. Đây là tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội ngày nay. Con đã biết gì về vị vua này? Chúng mình hãy cùng chia sẻ cho cô biết nào. Lý Thái Tổ là vị vua sáng lập Triều Lý. Quê hương ông ở châu cổ Pháp, Từ Sơn, Bắc Ninh ngày nay. Dưới triều Tiền Lê, ông đã làm quan đến chức điện tiền chỉ huy sứ. Ông được ca ngợi là người khoan từ nhân thứ, tính ôn nhã, có lượng đế vương. Vì vậy, sau khi vua Lê Long Bĩnh qua đời, ông được quan lại triều Tiền Lê, suy tôn lên làm vua. Tiếp theo, các con sẽ tìm hiểu về việc rời đô ra Đại La của nhà Lý. Vì sao vua Lý Thái Tổ lại chọn rời đô từ Hoa Lư ra Đại La? Các con hãy đọc nội dung chiếu rời đô và trả lời câu hỏi này nhé! Vua Lý Thái Tổ rời đô ra Đại La vì đây là nơi trung tâm của đất nước, đất đai rộng, bằng phẳng, muôn vật phong phú, tươi tốt. Theo con, chiếu rời đô có ý nghĩa gì? Chiếu rời đô không chỉ thể hiện tầm nhìn sáng suốt của vua Lý Thái Tổ, mà còn mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước. Như vậy, trong phần 1, các con đã tìm hiểu về sự thành lập Triều Lý và việc rời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn. Trong thời gian tồn tại, Triều Lý đã làm những gì để xây dựng và bảo vệ đất nước? Các con hãy cùng cô tìm hiểu trong phần 2. Triều Lý xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhà Lý đã thực hiện các biện pháp xây dựng và bảo vệ đất nước trên tất cả các phương diện. Trước tiên, về chính trị, bộ máy nhà nước đã được hoàn thiện, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Năm 1042, vua Lý Thái Tông ban hành bộ luật hình thư. Đây là bộ luật thành văn đầu tiên của Việt Nam. Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đổi tên nước Đại Cổ Việt thành Đại Việt. Tiếp theo, trên phương diện kinh tế, nhà nước đã có nhiều biện pháp khuyến khích sản xuất nông nghiệp như tổ chức lễ tịnh điền, khai khẩn đất hoang, đắp đê. Nhờ đó, nhiều năm mùa màng bội thu. Có rất nhiều câu chuyện kể về những việc làm của nhà Lý để phát triển nông nghiệp. Nổi bật nhất là hai câu chuyện sau.
Câu chuyện thứ nhất là vua Lý Thái Tông cày ruộng. Câu chuyện này gắn với lễ cày tịnh điền, một trong những hình thức nhà Lý thực hiện để khuyến khích sản xuất nông nghiệp. Con đã biết gì về lễ cày tịnh điền? Hãy chia sẻ cho cô biết nhé! Sau đây, chúng mình hãy cùng lắng nghe câu chuyện để hiểu thêm về lễ cày tịnh điền. Lý Thái Tông là vị vua thứ hai của nhà Lý. Để khuyến khích việc cấy cày, mùa xuân năm 1038, vua Lý Thái Tông đến vùng Bố Hải Khẩu, Thái Bình ngày nay, làm lễ tế thần nông. Khi vua tự cầm cày xuống ruộng, các quan thấy thế can ngăn. Vua nói, trẫm không tự cày thì lấy gì làm sấu cúng, lấy gì cho thiên hạ nói theo. Nói xong, vua tự cày ba đường rồi mới thôi. Việc làm của nhà vua đã thể hiện sự quan tâm, khuyến khích sản xuất nông nghiệp, góp phần làm cho đời sống của nhân dân ấm no. Ngoài ra, dưới thời nhà Lý, trong việc trị nước nổi bật lên vai trò của một người phụ nữ, đó là Nguyên Phi Ỷ Lan. Các con cùng lắng nghe câu chuyện về người phụ nữ này. Nguyên Phi Ỷ Lan giúp vua trị nước. Vào thời nhà Lý, ở làng Thổ Lỗi, Gia Lâm, Hà Nội, có một cô gái nổi tiếng xinh đẹp. Một lần, vua Lý Thánh Tông về Chùa Dâu, Bắc Ninh để cầu cho quốc thái dân an. Khi kiệu vua đi qua cánh đồng, thấy một người con gái hái sâu xinh đẹp, đứng nép trong bụi cỏ lan, bèn cho vời tới rồi đưa về cung, phong làm Ỷ Lan phu nhân. Khi Ỷ Lan hạ sinh được hoàng tử Cản Đức, thì được vua phong là Nguyên Phi. Bà là người hiểu biết, ham học hỏi, từng được vua Lý Thánh Tông giao trông coi việc nước khi nhà vua đưa quân đi đánh giặc. Bà được sử sách ghi nhận là người phụ nữ có nhiều đóng góp dưới triều Lý. Tiếp theo, trên phương diện văn hóa, dưới thời Lý, Phật giáo đã phát triển thịnh đạt. Các vị vua triều Lý như Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Nhân Tông đều theo đạo Phật. Nhiều nhà sư được giữ chức vụ quan trọng trong triều đình, tiêu biểu như nhà sư Từ Đạo Hạnh. Bên cạnh đó, nhà Lý cũng xây dựng nhiều chùa như Chùa Một Cột, Chùa Phật Tích, Chùa Thầy, Chùa Kim Liên, Chùa Hương Lãng, Chùa Láng. Dưới thời Lý, giáo dục cũng rất được coi trọng. Đây là một phần khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Con hãy suy nghĩ và chia sẻ hiểu biết của mình về Văn Miếu Quốc Tử Giám nhé! Sau đây, cô sẽ giới thiệu thêm cho các con về khu di tích này. Năm 1070, nhà Lý xây dựng Văn Miếu ở Thăng Long, làm nơi thờ Khổng Tử và làm nơi dạy học cho các con của vua. Năm 1075, triều đình mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại. Đến năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho mở Quốc Tử Giám để dạy học cho các hoàng tử, công chúa. Sau đó mở rộng cho con em quý tộc, quan lại và người học giỏi trong nước đến học tập. Quốc Tử Giám được coi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Bên cạnh việc xây dựng và phát triển đất nước, công cuộc bảo vệ đất nước dưới thời Lý cũng vô cùng rực rỡ. Năm 1076, nhà Tống đưa quân sang xâm lược Đại Việt. Nhà Lý đã chủ động lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Tống giành thắng lợi. Trong cuộc kháng chiến này có đóng góp rất quan trọng của Lý Thường Kiệt. Để biết thêm thông tin về Lý Thường Kiệt, các con hãy lắng nghe câu chuyện Lý Thường Kiệt và cuộc kháng chiến chống Tống. Lý Thường Kiệt sinh năm 1019, mất năm 1105, quê ở phường Thái Hòa, thành Thăng Long, nay là Hà Nội. Từ thuở nhỏ đã ham thích võ nghệ và thường đọc binh pháp. Khi quân Tống âm mưu xâm lược nước ta, vua Lý giao cho Lý Thường Kiệt chủ động tổ chức chống giặc. Ông đề xuất chủ trương ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc. Ông đã đem quân vào đất Tống, phá hủy nhiều thành trì,
kho tích trữ lương thực, vũ khí, làm thất bại âm mưu xâm lược của giặc. Đoán biết quân Tống sẽ kéo sang xâm lược nước ta, Lý Thường Kiệt chủ động xây dựng phòng tuyến trên sông Như Nguyệt, ngăn không cho chúng tiến vào Thăng Long. Đồng thời, ông còn tổ chức tập kích, làm cho quân Tống thua trận, phải rút về nước. Cô chúc mừng các con đã hoàn thành bài học ngày hôm nay. Trong bài học này, con đã tìm hiểu về sự thành lập triều Lý, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của nhà Lý, cùng thông tin một số nhân vật lịch sử tiêu biểu dưới triều đại này. Cô cảm ơn các con đã chú ý theo dõi bài giảng. Hãy truy cập trang web học trực tuyến olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo.